Xin chào mừng quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của Đại Lý. Ở clip này thì Tuấn sẽ đi chi tiết cho quý anh chị và các bạn chiếc xe Innova Cross, một chiếc xe MPV trong phân khúc hiện tại của Innova Cross sẽ có đối thủ đó là Hyundai Creta. Nhưng mà trong giờ khoảng 8 tháng đầu tiên của năm 2024 thì doanh số của chiếc Innova Cross sẽ vẫn áp đảo. Và hiện tại thì tại thị trường Việt Nam, Toyota Innova Cross bán ra với hai phiên bản ạ. Một phiên bản máy xăng như ngay bên cạnh Tuấn đây với mức giá niêm yết là 810 triệu đồng. Và phiên bản thứ hai là Innova Cross phiên bản Hybrid với mức giá niêm yết là 990 triệu đồng ạ. Và một lần nữa, xin chào quý anh chị và các bạn. Và tiếp theo thì Tuấn sẽ đi thông tin chi tiết hơn về Innova Cross dành cho quý anh chị và các bạn nhé. Hiện tại, ngay bên cạnh Tuấn là Innova Cross phiên bản 2.0 máy xăng với mức giá niêm yết là 810 triệu đồng. Thì ở phiên bản này nếu mà lăn bánh tại các tỉnh thành phố nó sẽ rơi vào khoảng là 890 triệu và lăn bánh tại Hà Nội rơi vào khoảng là 920 triệu đồng ạ. Nếu quý anh chị cần biết thêm chi tiết có thể liên hệ vào số hotline dưới góc màn hình. Và kèm theo ở phiên bản thứ hai, phiên bản Innova Cross phiên bản Hybrid với mức giá niêm yết là 990 triệu thì giá lăn bánh tại Hà Nội đi sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 130 triệu. Còn tại các tỉnh nó chỉ rơi khoảng là 1 tỷ 100 triệu đồng thôi ạ. Như vậy thì với mức giá niêm yết cũng như là giá lăn bánh như vậy thì không biết là quý anh chị và các bạn đưa ra những nhận xét đánh giá cá nhân như thế nào, có thể để lại dưới phần dưới clip này. Ở phần đầu xe chiếc xe MPV Innova Cross này thì quý anh chị có phải nhìn thấy một chiếc xe nhập khẩu nguyên chiếc Indo nhé, với nền tảng khung gầm hoàn toàn mới TNGA của nhà Toyota thì chúng ta sẽ mang lại một thiên hướng thiết kế phong cách thể thao và khỏe hơn trên chiếc xe MPV này. Chúng ta sẽ được trang bị ở phiên bản máy xăng này đó là ví dụ như camera trong mắt, camera phía trước đây, camera 360 ạ. Và có trang bị đó là cảm biến trước, cảm biến góc này. Và ngoài ra hệ thống đèn là đèn full LED đó, chiều xa chiều gần. Kèm theo chúng ta ở mặt ca lăng phía trước này, ở phần hốc gió này thiết kế nhìn màu đen tinh tế hơn, kèm theo giải mạ chrome vuốt dài từ phần bên trái sang bên phải, tạo những cái chi tiết điểm nhấn cho Innova Cross hơn khi nhìn phía đầu xe. Đến với phần thân của Innova Cross đây, quý anh chị có thể nhìn thấy nhá, chúng ta sẽ có nổi bật đó là bộ mâm. Mâm nhìn thiết kế đó là sơn màu bạc này, rất là khỏe nhá. Nó có rơi vào khoảng là 4 chấu kép ạ. Và cái kích thước của lốp tôi sẽ chia sẻ cho quý anh chị các bạn đó là 25/60 hay là 17 ạ. Ngay phía trên của phần gương chiếu hậu chúng ta sẽ có xi nhan tiếp trên gương này, có mắt camera trong gói cam 360. Và ở đây chúng ta sẽ có chỉnh điện và cục điện nữa. Ở phần tay nắm cửa thì bên hông cũng đã được trang bị đó là cảm biến nhiệt ra vào một chặng nhờ có trang bị chìa khóa thông minh rồi ạ. Và phanh trước phanh sau của Innova Cross đều là phanh đĩa. Thì như quý anh chị các bạn có thể nhìn thấy đây, kèm thấy những điệp giật nổi ở phần bên hông nữa, tạo cho Innova Cross nhìn làm sao lướt hơn và làm sao tạo khí động lòng và đi những chiếc xe này nổi bật hơn khi nhìn từ bên hông ạ. Ở phần đuôi Innova Cross nha, quý anh chị có thể nhìn thấy này, thiết kế bo tròn cũng như là vuông vức kết hợp với nhau làm sao rất hài hòa nhờ các kỹ sư thiết kế cho Innova Cross này. Đèn sau cũng là đèn full LED này, có hai cảm biến sau, hai cảm biến góc. Tổng thể là Innova Cross sẽ có 8 cảm biến xung quanh xe, lái xe cho quý anh chị các bạn sẽ an toàn hơn. Ngoài ra cũng sẽ có là mắt camera trong phía sau đây, trong gói cam 360 này. Cũng như vậy thì chúng ta sẽ có một cái thanh mạ chrome ở phía sau nổi bật nhá. Từ bên trái vuốt sang bên phải này, phía trên này có gạt mưa này, đèn ống phanh trên cao và anten dạng vây cá. Tổng thể nhìn đuôi xe sẽ làm sao hài hòa cân đối hơn so với chiếc xe này ạ. Và đây, tiếp theo đó là cốp điện đã được tích hợp trên phiên bản máy xăng này ạ. Ở phần bên trong xe đây thì mọi người có thể nhìn thấy nhá, một không gian rất rộng khi mà quý chị các bạn không sử dụng hàng ghế thứ ba, chúng ta có thể gập phẳng xuống này. Ngoài ra đây, bên trái sẽ có là đồ cất dụng cụ tháo lắp dành cho quý chị các bạn này. Và tôi thấy là rất nhiều ổ cắm sạc và những cái ổ hốc để đồ tiện nghi, có cửa gió điều hòa cho cả hàng ghế thứ ba thì quý anh chị đi nữa. Và cái cách mở của Innova Cross chúng ta sẽ phần cốp này sẽ có hai ngăn, nên là quý anh chị các bạn có thể để nhiều đồ. Và phía dưới sẽ là phần đồ tháo lắp và lốp dự phòng ở phía đặt phía dưới phần sau xe ạ. Chúng ta cùng bước vào bên trong nội thất của Innova Cross phiên bản máy xăng nhé, từ quý anh chị các bạn này. Ở bộ phần ghế đây, ghế sẽ là ghế da này. Tôi thấy ở đây sẽ có màu đen và pha lẫn với màu nâu, có viền chỉ màu trắng á, thiết kế thể thao nhé. Và ôm kết hợp với thêm là Tuấn ngồi rất sâu, giúp quý anh chị các bạn khi đi với cái tốc độ tăng cao á, giữ ổn định và an toàn hơn. Đến với phần vô lăng này, thật sự là về cái cảm giác lái của Innova Cross lần này rất tốt nhá. Nếu quý anh chị các bạn có thời gian là có quan tâm có thể ra đại lý trải nghiệm đến cảm giác lái của chiếc xe này. Vô lăng lái nhẹ này, trợ lực điện ạ. Và bên trái sẽ bao gồm những nút tăng giảm lượng chuyển kênh chuyển bài và đàm thoại rảnh tay. Bên phải thì có đó là cúi control kiểm soát hành trình tốc độ ạ.
Và cái điều đặc biệt đó là được tích hợp cả đó là lễ chuyển số vô lăng, giúp kính chị và bạn đi trên hai cung đường, đó là cung đường trường chẳng hạn, mình sẽ là chủ động vượt xe khác, có những cái đồng cái vòng tour tốt hơn. Kèm theo cung đường thứ hai đó là đi trên đường đồi núi, giúp quý anh chị các bạn này có thể là khi lên dốc này chúng ta sẽ dễ dàng hơn, cũng như khi xuống dốc giúp phanh động cơ, đó là nhờ vào cái lễ chuyển số trên vô lăng. Ở phần trên này Tuấn thấy đó là có, chúng ta sẽ có đèn auto rồi, và ở đây thì sẽ cũng sẽ có những cái nút view 360 ở rất nhiều nút nhá, điều chỉnh cao thấp đèn view 360 này, mở cốp của chiếc xe này, và đèn đổ engine start top này đã được tích hợp hai chìa khóa thông minh ạ. Mà chúng ta sẽ có một màn hình đa thông tin, đó là dung vòng 7 inch để cảnh báo rất nhiều thông tin thông báo cho quý anh chị các bạn khi sử dụng xe. Còn đến với cái cụm điều khiển trung tâm này thì chúng ta sẽ có một màn hình dung vòng 10.1 inch nhé, kết nối được Android Auto và Apple CarPlay không dây này. Ngoài ra có view 360 này, điều chỉnh và xem được bản đồ này, nghe nhạc trên có thể nghe nhạc trên cái màn hình giải trí này rồi. Và ngay phía dưới chúng ta sẽ có điều hòa, đó là điều hòa tự động rồi, và có thể điều chỉnh được cả hàng ghế thứ hai, hàng ghế thứ ba nữa cho quý anh chị các bạn làm sao linh hoạt hơn. Và ngay phía dưới chúng ta sẽ có, đó là tôi thấy ở đây có được trang bị phanh tay điện tử auto hold này, chế độ lái eco này, power trên xe, và cái cụm cần số giúp quý anh chị các bạn cũng rất dễ dàng di chuyển thôi. Và nhiều ổ cắm sạc sát được trang bị, đó là ổ cắm sạc dây tai xi, ổ cắm sạc dây USB ạ. Bộ phụ này dựa trên nền tảng khung gầm TNGA, như là khi mà quý anh chị lái xe bên trong nhé, nó hạ thấp trọng tâm kèm theo cái góc chữ A rất thoáng khi quý anh chị các bạn lái xe. Có tựa tì tay này. Đó. Đến với khoang nội thất của hàng ghế thứ hai đây, chúng ta sẽ có một cái không gian thật sự rất rất rộng. Như quý anh chị đang theo dõi thì Tuấn có chiều cao 1m75 ạ. Đây là vị trí từ đầu lên trần này, cũng như là phía đầu gối lên phía hàng ghế phía trước, rất rất rộng ạ, thoải mái. Và điều đặc biệt của hàng ghế thứ hai này, chúng ta cũng có thể di chuyển đấy nhé, để tạo không gian cho cả hàng ghế thứ ba. Ủa rồi, rộng lắm ạ. Và chiều ngả của ghế cũng đã sẽ được nhé, chúng ta có thể điều chỉnh cả độ ngả của hàng ghế thứ hai, có thể thoải mái khi ngồi trên xe nếu mà không sử dụng hàng ghế thứ ba. Đây, kèm theo tựa tì tay và hốc để cốc nữa. Phía trên tôi thấy đó là điều chỉnh được cả, đó là về điều hòa này, và có hai ổ cắm sạc dây tai xi để cho kính trên các bạn rồi. Có cả đèn viền nhé, hàng ghế thứ hai này, các cửa có điều hòa móc treo, rất đầy đủ tiện nghi và thoải mái khi sử dụng Innova Cross ở hàng ghế thứ hai này ạ. Vâng, thật sự là một cái độ rộng khủng khiếp trên một chiếc xe MPV như Innova Cross đây, như quý anh chị có thể nhìn thấy nhé. Đây là cái tư thế của Tuấn đây, ngồi tiếp theo nữa. Nếu mà Tuấn có thể điều chỉnh cả hàng ghế thứ hai là mà lên trên một chút nữa thì chắc chắn rồi, độ rộng rãi thoải mái nếu quý chị các bạn có thể sử dụng cả ba hàng ghế full tải. Và hàng ghế thứ ba này cũng đều điều chỉnh được độ ngả nhé, tùy quý anh chị các bạn ạ. Tuấn ngả hết nó sẽ gần như là đây. Đây là cái tư thế mà thoải mái. Tôi có chiều cao 1m75 nên là quý anh chị yên tâm khi sử dụng hàng ghế thứ ba của Innova Cross. Ngoài ra tôi thấy có những ổ cắm sạc luôn ạ, đầy đủ. Ổ cắm sạc này, hộc để cốc này, và cửa gió điều hòa thì không thể thiếu được rồi. Mang tới cho quý chị các bạn cả ba hàng ghế thoải mái nhất định trên chiếc xe Innova nhập khẩu nguyên chiếc Indo với nền tảng khung gầm TNGA này rồi. Vâng, vừa rồi là tất cả các thông tin mà tôi muốn chia sẻ dành cho quý chị các bạn này. Giá xe của Innova Cross ở phiên bản máy xăng này, kèm theo những cái trang bị tiện nghi hay cái đựng thoải mái rộng rãi trên một chiếc xe MPV, thì có biết quý anh chị các bạn đưa ra những nhận xét đánh giá như thế nào? Như cơ bản qua quan điểm cá nhân của Tuấn nhá, thì đây là một chiếc xe rất rất phù hợp cho thị trường Việt Nam ạ. Phù hợp có thể là đi gia đình cũng như là phù hợp cho các công ty khi mà chúng ta chở tải về cung đường. Quý chị cần bất cứ câu hỏi nào có thể ghi liên hệ vào số hotline trên góc màn hình, hoặc là để lại những lời nhận xét comment phía dưới clip này dành cho đại lý Toyota Thái Hòa Thế Liêm ạ. Một lần nữa xin cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi clip này. Xin hẹn gặp lại quý anh chị ở một clip tiếp theo ạ.